đời xinh tươi, quang âm cũng khôn, quang âm cũng đang
con ráng ngời cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan âm cứu khổ, quan âm cứu nạn đời con ra. Trần gian đạo là chánh giác từ quang nhiệm màu, đời là tao sống ba đạo, đạo là hy xa giác giáo từ bi, đời là quan trai thị phi, đạo là chân lý bất di bất dời. Đời là bể khổ tơi bời, đạo là bát nhã thuyền rời bên mê, đời là bình phẩm khen chê, đạo là khiêm tốn chẳng hề lời. Đời là tranh chấp phân tranh, đạo là thanh tịnh thiền hành tu tâm, đời là thế sự quái quâm, đạo là chánh pháp thầm thâm diệu kỳ. Đạo đời hai chữ khắc ghi, dung hòa hợp lại còn gì lạnh thay. Tốt đời đẹp đạo dựng xây, thượng lạc ngã tình chấp tay gì. Trần gian đạo là chánh giác từ quang nhiệm màu, đời là tao sống ba đạo, đạo là hy xa giác giáo từ bi, đời là quan trai thị phi, đạo là chân lý bất di bất dời. Đời là bể khổ tơi bời, đạo là bát nhã thuyền rời bên mê, đời là bình phẩm khen chê, đạo là khiêm tốn chẳng hề lời. Đời là tranh chấp phân tranh, đạo là thanh tịnh thiền hành tu tâm, đời là thế sự quái quâm, đạo là chánh pháp thầm thâm diệu kỳ. Đạo đời hai chữ khắc ghi, hợp lại còn gì lạnh thay. Tốt đời
dựng xây thương lạc ngã tình chớp tay gì
lòng. Yeah.
Mẹ
cha vì thế đã bay trời. Yeah.
cả
cạn đá mòn, tình cha mẹ vẫn thương con suốt đời. Công cha nghĩa mẹ biển khơi, làm con khắc cốt cả đời chưa. Tiếp lễ cầu siêu dùng thất thứ năm cho gia đình, và nhân dịp này gia đình cũng tổ chức lễ tài tăng thánh diệu. Vào giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm thanh tịnh chư tôn hiền đức tâm đi quan lâm về trước nơi thánh tiền của hương linh của ông, để thắp nén tâm hương tưởng niệm nam mô A Di Đà Phật. Trên
chẳng tìm hồ xác định, nghiệp tức lịch mờ, thanh trầm chưa rõ. Chúng con vô cùng đau đớn, lo không biết bây giờ. Trong thế giới vô hình, con linh hồn của chúng con đã tạm rơi nơi miền cảnh, hay là đang bị gọi đầy trong chốn khổ đau, hoặc còn phỏng vấn đâu đây theo đám mây ngàn trong không gian vô tận. Thế nhưng bằng vào niềm tin sâu sắc với ngôi tam bảo chờ đợi của mười phương thanh tịnh tăng già, với sức vai thần chúng nguyện nhiệm màu thân tâm thanh tịnh đạo nghĩa cao siêu của quý ngài, chúng con tin chắc rằng năng lực ấy sẽ cảm thông qua muôn trùng thế giới và có một sức mạnh vô biên khiến cho vong linh thân thuộc chúng con chọn niềm quan hệ chuyển biến nghiệp duyên tốt trái quy hướng tâm tôn chưa thừa pháp lực công đức gia trì mà được siêu sinh hóa hóa. Như cổ đức nói, hoang mang giữa khỏi đêm trường nhờ đèn tam bảo soi đường của chúng sinh, mênh mông bể khổ linh đình nương vì tam bảo chúng sinh thoát nạn. Trên tinh thần hiếu đạo chân thành như pháp như luật, hôm nay nhân ngày cùng ngủ thất cho tâm phụ chúng con, và trong những ngày qua trên nhờ mai thần tam bảo chư Phật hộ trì tăng già cứu nguyện, chư công đức đã hết lòng cầu nguyện cho tâm phụ của chúng con là của ông vương không tiền sanh năm năm đến hưởng thượng thọ 91 tuổi từ trần ngày mùng 26 tháng 2 năm nhâm dần, được siêu sanh lạc quốc trước tấm lòng cao quý và lòng tương tự của chư tôn hòa đức. Chúng con không biết lấy chỉ đền đáp cho cân, vậy để đáp lại một phần nào không ơn. Giờ đây toàn thể gia quyến chúng con hòa hợp cùng nhau với tấm lòng thân tịnh khẩn cầu thành tâm thiết lễ trai nhi phẩm vật tịnh tài kính dâng lên mười phương tam bảo tịnh đức tăng già và xin nguyện cầu cầu cho vong giả siêu thanh về miền lại cảnh trăm phần hạnh tơi sống lâu kiếp kiếp đời đời không già không chết không dời đi đâu. Và chúng con xin hồi hướng phước báu cúng dường hôm nay cầu nguyện cho tâm bằng kỹ thuật tan quý chúng con được phước thọ miên trường gia đạo an cư bồ đề tâm hấp tối để lộ trì tam bảo kiếp kiếp được kết duyên thành thông tinh thần pháp hạnh cho đến khi chứng đạo bồ đề vô thượng. Đồng thời cũng xin hồi hướng đến pháp giới chúng sanh được phần lợi lạc và đồng thành Phật đạo, ngưỡng mong chân chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni từ bi hoan hỷ chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường này để cho toàn thể tăng quyến chúng con ân chiên phước lạc và hoàn thành sở nguyện báo đáp tâm ân trong muôn một. Nam mô chúng minh sư bồ tát. Phần mình hầu là bất nhạc đầu đầu non tội lầm lầm tám tháng là con tuôn trào kính bạch tạng kính dân lên chư tôn vô thiền đức tăng ni vào giờ này để cho buổi lễ được thập phần viên mãn, chư tôn xin đê đầu bái thỉnh thượng tọa đạo hiệu minh thanh thay lời cho toàn thể chư tôn thiền đức tăng ni ban cho gia quyến cho dòng đạo từ pháp hiệu nam mô ca mô ni phật phật đại chúng minh minh nam mô đệ hiếu cung tân đầu lương phả la đọa xà tôn giả tất đại chúng minh kính bái bạch chư tôn thượng tọa chứng minh chư vị ni sư chư đại đức ni thưa toàn thể tăng gia hiếu quyến, hôm nay một nhân duyên thù thắng gia đình
con hiền cháu thảo, rể thuận dâu ngoan, tổ chức lễ trai tăng cúng dường, nhân ngũ thất trai tổng cho hương linh ông cha của các vị là ông vương công tiền thọ nghi di giới pháp danh thiện đạo, sanh năm năm dâm thân đại thọ 91 tuổi. Kính thưa quý vị, tôi xin đại lao cho chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni có đôi lời chia sẻ cùng tăng gia hiếu quý, đầy hiếu cảm của tăng gia hiếu quý. Quý thầy, chúng ta đã cảm nhận được cái tâm hiếu của người con Phật, và trong mấy tuần qua sau khi cụ ông quá vãng, quý vị không còn thấy được dung nhan của ông, cũng như không nghe được những cái lời nhắc nhở ân cần của người cha của mình. Thật là sự mất mát không có gì bù đắp được. Nhưng may thay, cụ ông là lúc sanh tiền đã hướng về cửa Phật, đã quy y Tam Bảo và hướng dẫn cho các con hiền cháu thảo của gia đình mình cũng quy y Phật pháp. Đây là một cái phước đức vô cùng lớn. Và trong suốt những ngày tang lễ, quý vị đã cậy chư tăng chư ni ở các tự viện về đây nhất cú nhất kệ tâm cầu nguyện cho hương linh được thừa tư công đức cao đăng Phật quốc. Như vậy quý vị đã làm tròn được cái nhiếu đại của người con người cháu. Và hơn nữa, trong kinh Phật có nói là muốn lên bờ giác dùng thuyền lục độ, muốn tạo phước điền không có gì hơn là bố thí cúng dường trai tăng. Năm xưa Bồ Tát Mục Kiền Liên sau khi đắc đạo thành thông quảng đại, nhưng mà không cứu được người mẹ ở dưới địa ngục, mà phải nhờ sư phụ lúc đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài hướng dẫn cái phương pháp cúng dường trai tăng và bố thí. Và sau đó thì hương linh của thân mẫu của tôn giả Mục Kiền Liên được sanh về cõi trời hưởng phước. Cho nên cái phước cúng cái lễ mà cúng dường trai tăng nó được lưu truyền hơn 2000 năm cho đến bây giờ đó. Thì nhà Phật nói pháp tư tu lục độ là 6 pháp của hàng Bồ Tát bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ. Và tại sao cái phương pháp bố thí lại đặt lên hàng đầu? Tại vì khi chúng ta phát tâm bố thí cũng nhiều nếu như ngôn ngữ thế gian thì gọi là đem cho hay là bố thí cho người khó khăn, và đối với chư tăng thì chúng ta cúng dường, cúng dường nữa là dâng lên với cái lòng thành để trước là cúng dường chư Phật, sau là để chư Phật chư tăng. Như vậy đây là cái phép bố thí. Tại sao ngài Mục Kiền Liên đã đắc đạo rồi mà ngài vẫn phải đảnh lễ chư tăng để dâng lên cái phẩm vật món ăn cúng dường lên chư tăng? Vì khi chúng ta bố thí, chúng ta đã bỏ đi cái lòng sang tham quẩn sẻ, cái tâm ích kỷ, và bỏ đi cái lòng kiêu căng ngạo mạn của chúng ta đó. Nhờ đó chúng ta được phước ăn gấp bao nhiêu lần, bố thí trừ đi cái lòng sang tham bỏng sẻ và cái tâm rộng lượng. Ngoài ra chúng ta còn phải bố thí cho tất cả chúng sanh,
trăm thì cũng quả được. Lát nữa đây chúng ta sẽ nghe là tam đức luật vị cúng Phật cộng tăng pháp giới hữu tình phổ đồng cúng dường. Pháp giới hữu tình ở đây là tất cả chúng sanh từ trên cõi trời đến con người, nhân thiên địa ngục ngạ quỷ súc sanh, các âm linh đều được nhờ cái món ăn phẩm Phật của chư Phật và chư tăng ban trải lên, và trong đó có tâm thành của gia chủ, như vậy công đức mới được trọn. Có nghĩa là chúng ta làm phước cúng dường không phải chỉ cúng ngơn cho hương linh ông bà và chúng ta, mà chúng ta phải chia sẻ cho tất cả mọi loài, như vậy công đức mới lớn. Cho nên nhà Phật làm bất cứ cái gì cũng là vô biên thắng phước sinh hồi hướng phổ nguyện pháp yêu chúng sanh. Tất cả cái công đức lớn lao này đều hồi hướng về cho người phương thập loại chúng sanh, thì phước chúng ta mới trọn. Thì hôm nay gia đình đã tổ chức trai tăng cúng dường đúng như pháp dư luật, chư tăng rất là khen ngợi tán thán cái lòng hiếu tâm hiếu của gia đình ông. Thì chúng tôi cũng xin đại diện cho chư tôn thượng tọa, chư ni sư đại đức ni hồi hướng công đức cầu nguyện cho hương linh của ông vương công tiền thọ quy y giới pháp danh thiện đạo, sanh năm nhân thân đại thọ 99 tuổi, được vãng sanh về cảnh giới của đức Phật A Di Đà, và cũng không quên cầu nguyện cho toàn thể hiện tại gia quyến con hiền cháu thảo rể Phật dâu ngoan nội ngoại tôn được gia đạo bình an, và sự sở nguyện tùy tâm các từ như ý, và cầu nguyện tất cả cửu huyền thất tổ cũng được sanh về cảnh giới an lành, cầu nguyện cho thế giới hà hòa bình chúng sanh an lạc. Nam mô công đức lâm bồ tát ma tát tất đại chứng minh. Đồng hành và đánh lễ cúng dường tam bảo thượng đại tăng hôm nay được thập phần viên mãn, chúng con xin đây đồng phái thỉnh thượng tọa đạo hiệu Thích An Thường xướng lễ cúng dường nam mô chào 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 chào. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phương tiện hay phương tiện cùng thịt chư tôn đức tăng này khi nói lên nhân sự là thọ ra
trăm thơ biến thành mấy năm sắc dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật vô lượng chư Bồ sen rực rỡ nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ xin mọi loài chúng sanh từ bỏ cõi lãng quên theo đường giới định tuệ quay về trong tình tuệ quay về trong tĩnh